Rồi phỏng vấn đi, phỏng vấn đi, phỏng vấn đi. Em bên đài nào, em bên đài nào? Em bên đài Wasta, Wasta. Mấy là đôi giày có cao quá không bé? Đâu chị, ý là đây là đứng xuống cái đường. Tôi thấy hẹn địa điểm là ở trường học. Tôi sẽ nghĩ đây là một kịch bản rất là thanh xuân vườn trường. Nhưng khi bước tới đây tôi thấy chiếc siêu xe. Tôi đã hiểu tại sao mà mình bước xuống hầm xe để quay. Thì anh có được nhảy không ạ? Quay lúc em. Vận động mỗi ngày. A few moments later. Chưa. Đó đó. Đó đó. Mọi người sẵn sàng.
người, hiện tại thì thầy Will đang có mặt tại set quay MV performance của Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Ngọc Hồng Anh, Trang My. Hôm nay thì thật sự là một cái trải nghiệm lần đầu tiên mình có được. Tại vì những lần trước khi mà Trang My ra sản phẩm thì tụi mình không có ưa nhau. Thật sự là như vậy nên là mình giả bộ bận để mà mình né. Nhưng mà hôm nay thì kiểu khi mà mối quan hệ tụi mình cũng trở nên khăng khít hơn thì Trang My không cần mời, mình cũng tự đến. Cái địa điểm này thì cách nhà mình khoảng 95 cây, nhưng mà mình cũng đã kịp đạp xe qua từ hồi 2 giờ chiều để mà kịp có mặt trễ 2 tiếng. Trang My vừa mới hoàn thành cái set quay đầu tiên với cái outfit màu đỏ rồi, thì một chút nữa Trang My cũng sẽ get ready để cho cái set thứ hai. Thì dự kiến là hôm nay mình sẽ quay mấy tiếng Trang My? Vô nhảy cái là xong thôi, là kiểu 3 tiếng nữa chưa xong. Thì đó, mọi người cũng thấy được là để có được một cái sản phẩm chỉnh chu như vậy thì Trang My cũng đã luyện tập rất là nhiều. Nguyên tuần trước là thấy là kiểu không ăn không ngủ, rồi đăng story mà chỉ có close friend mới thấy thôi. Thì mới thấy những cái mà Trang My phải nếm trải, không chỉ là một cái cuộc tình buồn ở trong cái ca khúc này mà còn rất là nhiều những cái nỗ lực khác nữa. Thì mong là mọi người sẽ ủng hộ ca khúc Sắn Tay Áo Lên cùng với MV Performance mà Trang My cũng đã rất là dành nhiều tâm huyết, cũng như là cả ekip rất là kỳ công để mà chuẩn bị. Thì mình cũng rất mong là sẽ có siêu phẩm, đặc biệt là khi mà mình được nghe teaser sương sương phần trình diễn Sáng Tay Áo Lên tại các buổi biểu diễn của Trang My tại các trường á, thì mình cảm thấy vô cùng hào hứng luôn. Anh đã từng nghe ca khúc của Trang My rồi, cũng đã xem Trang My biểu diễn tại các trường rồi, thì anh cảm nhận theo bản định của anh thì đây là một ca khúc như thế nào? Mình rất là thích Sáng Tay Áo Lên từ những lần nghe đầu tiên. Chắc là cũng khá là may mắn khi mà Trang My vừa mới đi thu âm về và có cái bản demo đầu tiên thì mình cũng đã được. Anh đã từng nghe ca khúc của Trang My rồi, cũng đã xem Trang My biểu diễn tại các trường rồi, thì anh cảm nhận theo bản định của anh thì đây là một ca khúc như thế nào? Mình rất là thích Sáng Tay Áo Lên từ những lần nghe đầu tiên. Chắc là cũng khá là may mắn khi mà Trang My vừa mới đi thu âm về và có cái bản demo đầu tiên thì mình cũng đã được nghe. Kiểu tâm huyết lắm thì Bèo nghe thử đi, không được chê. Kiểu thì mình đâu dám chê. Kiểu mình cũng là một người khá là gắn bó với Trang My trong suốt 3 đến 4 năm vừa qua, và cũng chứng kiến được sự nỗ lực của Trang My, thì cũng rất là mong là Sáng Tay Áo Lên trộm vía cũng sẽ được mọi người đón nhận. Và set quay ngày hôm nay đầu tiên là phải kết thúc đúng giờ, không có OT. Thì nói chung đây là một sản phẩm rất đáng mong đợi cho mọi người. Oh.